40. Kinh Thủ Trưởng Giả 1. Tôi nghe như vậy: một thời Phật trú tại A La Bệ Già La trong Hòa Lâm. Bây giờ Thủ Trưởng Giả cùng với 500 đại trưởng giả đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật rồi ngồi sang một bên. 500 trưởng giả cũng cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật rồi ngồi sang một bên. Đức Thế Tôn bảo rằng: này Thủ Trưởng Giả, nay ông có một chúng rất đông này. Trưởng giả, ông dùng phương pháp gì để nhiếp hộ đại chúng này? Bây giờ Thủ Trưởng Giả thưa rằng: bạch Thế Tôn, có 4 nhiếp sự như Đức Thế Tôn đã dạy. 1 là huệ thí, 2 là ái ngôn, 3 là lợi hành, 4 là đồng sự. Bạch Thế Tôn, con dùng 4 phương pháp ấy để nhiếp hộ đại chúng này, hoặc là bằng bố thí, hoặc là bằng ái ngôn, hoặc là bằng lợi hành, hoặc là bằng đồng sự. Đức Thế Tôn khen rằng: lành thay, lành thay. Này Thủ Trưởng Giả, ông có thể bằng như pháp ấy mà nhiếp hộ đại chúng, lại bằng như môn ấy mà nhiếp hộ đại chúng, lại bằng như nhân duyên mà nhiếp hóa đại chúng. Này Thủ Trưởng Giả, nếu trong quá khứ có sa môn bà la môn nào bằng như pháp mà nhiếp hộ đại chúng, tất cả những sự nhiếp hộ đấy đều hoàn toàn ở trong 4 sự nhiếp này. Này Thủ Trưởng Giả, nếu trong vị lai có sa môn bà la môn nào bằng như pháp nhiếp hóa đại chúng, tất cả những sự nhiếp hóa ấy hoàn toàn ở trong 4 sự nhiếp này. Này Thủ Trưởng Giả, nếu trong hiện tại có sa môn bà la môn nào bằng như pháp nhiếp hóa đại chúng, tất cả những pháp ấy đều hoàn toàn ở trong 4 sự nhiếp này. Bây giờ Đức Thế Tôn thuyết pháp cho Thủ Trưởng Giả khuyến phát, khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. Sau khi bằng vô lượng phương tiện thuyết pháp cho ông, khuyến phát, khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ rồi, ngài ngồi im lặng. Bây giờ sau khi được Đức Thế Tôn thuyết pháp cho, khuyến phát, khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ rồi, Thủ Trưởng Giả liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Đức Phật, nhiễu quanh 3 vòng rồi ra đi. Trở về nhà, khi từ cổng ngoài, nếu có gặp người nào, ông đều thuyết pháp cho, khuyến phát, khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. Khi đến trong cổng ngõ giữa, cổng nhỏ trong nhà và đến bên trong nhà, nếu gặp người nào, ông đều thuyết pháp cho, khuyến phát, khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. Sau khi vào nhà, trải giường, ngồi kiết già, tâm câu hữu với tự, biến mãn một phương, thành tựu và an trụ. Cũng vậy, 2, 3, 4 phương, tứ duy, thượng hạ, biến khắp tất cả, tâm câu hữu với tự, không kết, không nhuế, không quán, không tránh, rộng lớn bao la vô lượng, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu và an trụ. Cũng vậy, giới bi và hỷ, tâm câu hữu với xả, không kết, không quán, không nhuế, không tránh, rộng lớn bao la, khéo tu tập biến mãn tất cả thế gian, thành tựu và an trụ. Bây giờ chư thiên ở cõi tam thập tam thiên tập trung tại pháp đường, xuất xoa khen ngợi Thủ Trưởng Giả. Này chư hiền, Thủ Trưởng Giả có đại thiện lợi, đại công đức. Vì sao thế? Này chư hiền, Thủ Trưởng Giả ấy sau khi được Đức Phật thuyết pháp, khuyến phát, khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ rồi, ông liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Phật, nhiễu quanh 3 vòng rồi ra đi. Trở về nhà, khi từ cổng ngoài, nếu có gặp người nào, ông đều thuyết pháp cho, khuyến phát, khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. Khi đến trong cổng ngõ giữa, cổng nhỏ trong nhà và đến bên trong nhà, nếu gặp người nào, ông đều thuyết pháp cho, khuyến phát, khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. Sau khi vào nhà, trải giường, ngồi kiết già, tâm câu hữu với tự, biến mãn một phương, thành tựu và an trụ. Cũng vậy, 2, 3, 4 phương, tứ duy, thượng hạ, biến khắp tất cả, tâm câu hữu với tự, không kết, không nhuế, không quán, không tránh, rộng lớn bao la vô lượng, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu và an trụ. Cũng vậy, giới bi và hỷ, tâm câu hữu với xả, không kết, không quán, không nhuế, không tránh, rộng lớn bao la, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu và an trụ. Bây giờ Tỳ Sa Môn Đại Thiên Vương sắc tượng nguy nga, ánh sáng rực rỡ. Lúc đêm gần về sáng, đi đến nhà Thủ Trưởng Giả nói rằng: này Trưởng Giả, ông có đại thiện lợi, có đại công đức. Vì sao thế? Hôm nay ở cõi tam thập tam thiên, vì Trưởng Giả mà tập trung tại pháp đường xuất xoa khen ngợi.
Thủ trưởng giả ấy có đại thiện lợi, có đại công đức, vì sao thế? Này chư hiền, vì thủ trưởng giả ấy sau khi được Đức Phật thuyết pháp, khuyến phát, khát ngưỡng, thành tựu quan hỷ rồi, ông liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Phật, nhiễu quanh ba vòng rồi ra đi. Trở về nhà, khi từ cổng ngoài, nếu có gặp người nào, ông đều thuyết pháp cho, khuyến phát, khát ngưỡng, thành tựu quan hỷ. Khi đến trong cổng ngõ giữa, cổng nhỏ trong nhà và đến bên trong nhà, nếu gặp người nào, ông đều thuyết pháp cho, khuyến phát, khát ngưỡng, thành tựu quan hỷ. Sau khi vào nhà, trải giường, ngồi kiết già, tâm câu hữu với tự, biến mãn một phương, thành tựu và an trụ. Cũng vậy, hai, ba, bốn phương, tứ duy, thường hạ, biến khắp tất cả, tâm câu hữu với tự, không kết, không nhuế, không quán, không tránh, rộng lớn bao la vô lượng, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu và an trụ. Cũng vậy, với bi và hỷ, tâm câu hữu với xả, không kết, không quán, không nhuế, không tránh, rộng lớn bao la, khéo tu tập biến mãn tất cả thế gian, thành tựu và an trụ. Bây giờ thủ trưởng giả im lặng, không nói gì cả, không ngắm, không nhìn Tỳ Sa Môn Đại Thiên Dương. Vì sao thế? Vì tôn trọng định tâm và để thủ hộ định tâm của mình. Bây giờ Đức Thế Tôn ở giữa vô lượng trăm nghìn đại chúng khen ngợi thủ trưởng giả. Thủ trưởng giả có bảy pháp vị tằng hữu. Sau khi ta thuyết pháp cho thủ trưởng giả ấy, khuyến phát, khát ngưỡng, thành tựu quan hỷ rồi, ông liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ ta, nhiễu quanh ba vòng rồi ra đi. Trở về nhà, khi từ cổng ngoài, nếu có gặp người nào, ông đều thuyết pháp cho, khuyến phát, khát ngưỡng, thành tựu quan hỷ. Khi đến trong cổng ngõ giữa, cổng nhỏ trong nhà và đến bên trong nhà, nếu gặp người nào, ông đều thuyết pháp cho, khuyến phát, khát ngưỡng, thành tựu quan hỷ. Sau khi vào nhà, trải giường, ngồi kiết già, tâm câu hữu với tự, biến mãn một phương, thành tựu và an trụ. Cũng vậy, hai, ba, bốn phương, tứ duy, thường hạ, biến khắp tất cả, tâm câu hữu với tự, không kết, không nhuế, không quán, không tránh, rộng lớn bao la vô lượng, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu và an trụ. Cũng vậy, với bi và hỷ, tâm câu hữu với xả, không kết, không quán, không nhuế, không tránh, rộng lớn bao la, khéo tu tập biến mạng tất cả thế gian, thành tựu và an trụ. Hôm nay chư thiên ở Tam Thập Tam Thiên vì trưởng giả ấy mà tập trung ở pháp đường để khen ngợi. Thủ trưởng giả có đại thiện lợi, đại công đức. Vì sao thế? Này chư hiền, thủ trưởng giả ấy sau khi được Đức Phật thuyết pháp, khuyến phát, khát ngưỡng, thành tựu quan hỷ rồi, ông liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Phật, nhiễu quanh ba vòng rồi ra đi. Trở về nhà, khi từ cổng ngoài, nếu có gặp người nào, ông đều thuyết pháp cho, khuyến phát, khát ngưỡng, thành tựu quan hỷ. Khi đến trong cổng ngõ giữa, cổng nhỏ trong nhà và đến bên trong nhà, nếu gặp người nào, ông đều thuyết pháp cho, khuyến phát, khát ngưỡng, thành tựu quan hỷ. Sau khi vào nhà, trải giường, ngồi kiết già, tâm câu hữu với tự, biến mãn một phương, thành tựu và an trụ. Cũng vậy, hai, ba, bốn phương, tứ duy, thường hạ, biến khắp tất cả, tâm câu hữu với tự, không kết, không nhuế, không quán, không tránh, rộng lớn bao la vô lượng, khéo tu tập, biến mạng tất cả thế gian, thành tựu và an trụ. Cũng vậy, với bi và hỷ, tâm câu hữu với xả, không kết, không quán, không nhuế, không tránh, rộng lớn bao la, khéo tu tập biến mạng tất cả thế gian, thành tựu và an trụ. Hôm nay Tỳ Sa Môn Đại Thiên Dương sắc tượng nguy nga, ánh sáng rực rỡ, lúc đêm gần về sáng đi đến nhà thủ trưởng giả nói: Này trưởng giả, ông có đại thiện lợi, đại công đức, vì sao thế? Hôm nay ở cõi Tam Thập Tam Thiên vì trưởng giả mà tập trung tại pháp đường xuất xoa khen ngợi. Thủ trưởng giả ấy có đại thiện lợi, có đại công đức, vì sao thế? Này chư hiền, vì thủ trưởng giả ấy sau khi được Đức Phật thuyết pháp, khuyến phát, khát ngưỡng, thành tựu quan hỷ rồi, ông liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Phật, nhiễu quanh ba vòng rồi ra đi. Trở về nhà, khi từ cổng ngoài, nếu có gặp người nào, ông đều thuyết pháp cho, khuyến phát, khát ngưỡng, thành tựu quan hỷ. Khi đến trong cổng ngõ giữa, cổng nhỏ trong nhà và đến bên trong nhà, nếu gặp người nào, ông đều thuyết pháp cho, khuyến phát, khát ngưỡng, thành tựu quan hỷ.
Sau khi vào nhà, trải giường, ngồi kiết già, tâm câu hữu với tự, biến mãn một phương, thành tựu và an trụ. Cũng vậy, hai, ba, bốn phương, tứ duy, thượng hạ, biến khắp tất cả, tâm câu hữu với tự, không kết, không nhuế, không quán, không tránh, rộng lớn bao la vô lượng, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu và an trụ. Cũng vậy, với bi và hỷ, tâm câu hữu với xả, không kết, không quán, không nhuế, không tránh, rộng lớn bao la, khéo tu tập biến mạng tất cả thế gian, thành tựu và an trụ. Bây giờ có một tỳ kheo, sau khi đêm đã qua và lúc sáng sớm, khoác y ôm bát đến nhà thủ trưởng giả. Thủ trưởng giả từ xa trông thấy tỳ kheo, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay hướng về thầy tỳ kheo mà thưa: Kính chào tôn giả, tôn giả đã lâu không đến đây, mời ngồi trên giường này. Lúc đó tỳ kheo liền ngồi trên giường đó. Thủ trưởng giả đảnh lễ với chân tỳ kheo rồi ngồi sang một bên. Tỳ kheo nói: Này trưởng giả, ông có đại thiện lợi, đại công đức, vì sao thế? Đức Thế Tôn vì ông ở giữa vô lượng trăm ngàn đại chúng mà khen ngợi thủ trưởng giả. Thủ trưởng giả có bảy pháp vị tằng hữu. Sau khi ta thuyết pháp cho thủ trưởng giả ấy, khuyến phát, khát ngưỡng, thành tựu quan hỷ rồi, ông liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ ta, nhiễu quanh ba vòng rồi ra đi. Trở về nhà, khi từ cổng ngoài, nếu có gặp người nào, ông đều thuyết pháp cho, khuyến phát, khát ngưỡng, thành tựu quan hỷ. Khi đến trong cổng ngõ giữa, cổng nhỏ trong nhà và đến bên trong nhà, nếu gặp người nào, ông đều thuyết pháp cho, khuyến phát, khát ngưỡng, thành tựu quan hỷ. Sau khi vào nhà, trải giường, ngồi kiết già, tâm câu hữu với tự, biến mãn một phương, thành tựu và an trụ. Cũng vậy, hai, ba, bốn phương, tứ duy, thường hạ, biến khắp tất cả, tâm câu hữu với tự, không kết, không nhuế, không quán, không tránh, rộng lớn bao la vô lượng, khéo tu tập, biến mạng tất cả thế gian, thành tựu và an trụ. Cũng vậy, với bi và hỷ, tâm câu hữu với xả, không kết, không quán, không nhuế, không tránh, rộng lớn bao la, khéo tu tập biến mạng tất cả thế gian, thành tựu và an trụ. Hôm nay chư thiên ở tam thập tam thiên vì trưởng giả ấy mà tập trung ở pháp đường để khen ngợi. Thủ trưởng giả có đại thiện lợi, đại công đức, vì sao thế? Này chư hiền, thủ trưởng giả ấy sau khi được Đức Phật thuyết pháp, khuyến giáo, khích lệ, làm cho quan hỷ rồi, ông liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Phật, nhiễu quanh ba vòng rồi ra đi. Trở về nhà, khi từ cổng ngoài, nếu có gặp người nào, ông đều thuyết pháp cho, khuyến phát, khát ngưỡng, thành tựu quan hỷ. Khi đến trong cổng ngõ giữa, cổng nhỏ trong nhà và đến bên trong nhà, nếu gặp người nào, ông đều thuyết pháp cho, khuyến phát, khát ngưỡng, thành tựu quan hỷ. Sau khi vào nhà, trải giường, ngồi kiết già, tâm câu hữu với tự, biến mãn một phương, thành tựu và an trụ. Cũng vậy, hai, ba, bốn phương, tứ duy, thường hạ, biến khắp tất cả, tâm câu hữu với tự, không kết, không nhuế, không quán, không tránh, rộng lớn bao la vô lượng, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu và an trụ. Cũng vậy, với bi và hỷ, tâm câu hữu với xả, không kết, không quán, không nhuế, không tránh, rộng lớn bao la, khéo tu tập biến mạng tất cả thế gian, thành tựu và an trụ. Hôm nay tỳ sa môn đại thiên vương sắc tượng nguy nga, ánh sáng rực rỡ, lúc đêm gần về sáng, đi đến nhà thủ trưởng giả nói: Này trưởng giả, ông có đại thiện lợi, có đại công đức, vì sao thế? Hôm nay ở cõi tam thập tam thiên vì trưởng giả mà tập trung tại pháp đường xuất xoa khen ngợi. Thủ trưởng giả ấy có đại thiện lợi, có đại công đức, vì sao thế? Này chư hiền, vì thủ trưởng giả ấy sau khi được Đức Phật thuyết pháp, khuyến phát, khát ngưỡng, thành tựu quan hỷ rồi, ông liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Phật, nhiễu quanh ba vòng rồi ra đi. Trở về nhà, khi từ cổng ngoài, nếu có gặp người nào, ông đều thuyết pháp cho, khuyến phát, khát ngưỡng, thành tựu quan hỷ. Khi đến trong cổng ngõ giữa, cổng nhỏ trong nhà và đến bên trong nhà, nếu gặp người nào, ông đều thuyết pháp cho, khuyến phát, khát ngưỡng, thành tựu quan hỷ. Sau khi vào nhà, trải giường, ngồi kiết già, tâm câu hữu với tự, biến mãn một phương, thành tựu và an trụ. Cũng vậy, hai, ba, bốn phương, tứ duy thường hạ, biến khắp tất cả, tâm câu hữu với tự, không kết, không nhuế, không quán, không tránh, rộng lớn bao la vô lượng,
khéo tu tập biến mãn tất cả thế gian, thành tựu và an trụ. Cũng vậy, với bi và hỷ, tâm câu hữu với xả, không kết, không quán, không nhuế, không tránh, rộng lớn bao la, khéo tu tập biến mạng tất cả thế gian, thành tựu và an trụ. Bây giờ thủ trưởng giả im lặng, không nói gì cả, không ngắm, không nhìn Tỳ Sa Môn Đại Thiên Vương. Vì sao thế? Vì tôn trọng định tâm và để thủ hộ định tâm của mình. Bây giờ thủ trưởng giả thưa với thầy tỳ kheo rằng: Bạch tôn giả, lúc bấy giờ không có người bạch y nào chăng? Tỳ kheo đáp: Không có người bạch y nào. Và hỏi lại: Nếu có người bạch y thì sẽ có sai lầm gì? Trưởng giả đáp: Bạch tôn giả, hoặc có người không tin lời của Đức Thế Tôn, người ấy sẽ trong lâu dài không được lợi ích, không được an ổn, sanh vào chỗ cực ác, thọ vô lượng khổ. Nếu kẻ nào tin lời Đức Thế Tôn, người ấy do việc đó sẽ cung kính lễ bái con. Bạch tôn giả, con cũng không thích được như vậy. Bạch tôn giả, mời ở lại đây thọ thực. Tỳ kheo ấy im lặng nhận lời. Sau khi biết tỳ kheo đã im lặng nhận lời, trưởng giả Út Già liền từ chỗ ngồi đứng dậy, tự mình múc nước rửa tay, rồi đem tất cả rất nhiều món ăn cứng và mềm, rất mỹ diệu tinh khiết, ngon lành, tự tay hầu sớt, để cho tỳ kheo ăn được no đủ. Ăn xong, dọn cất đồ đạc và dùng nước rồi, lấy một giường nhỏ ngồi riêng để nghe pháp. Thầy tỳ kheo thuyết pháp cho trưởng giả, khuyến phát, khát ngưỡng, thành tựu quan hỷ. Sau khi bằng vô lượng phương tiện thuyết pháp cho ông, khuyến phát, khát ngưỡng, thành tựu quan hỷ rồi, tỳ kheo liền từ chỗ ngồi đứng dậy mà đi. Đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ với chân Phật, rồi ngồi sang một bên, rồi đem trình bày đầy đủ lại cuộc thảo luận giữa thầy và thủ trưởng giả lên Đức Phật. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các thầy tỳ kheo rằng: Ta vì cớ ấy mà khen thủ trưởng giả có bảy pháp vị tằng hữu. Lại nữa, thủ trưởng giả có pháp vị tằng hữu thứ 8 là thủ trưởng giả vô cầu vô dục. Phật thuyết như vậy, các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết hoan hỷ phụng hành. 41. Kinh Thủ Trưởng Giả 2. Tôi nghe như vậy: Một thời Phật trú tại A-la Tỳ Già La trong Hòa Lâm. Bấy giờ Đức Thế Tôn nói với các tỳ kheo rằng: Thủ trưởng giả có 8 pháp vị tằng hữu. Những gì là 8? Thủ trưởng giả có thiểu dục, có tính, có tàm, có quý, có tinh tấn, có niệm, có định, có tuệ. Nói thủ trưởng giả có thiểu dục là do nhân gì? Thủ trưởng giả từ thân thiểu dục, không muốn để cho người khác biết mình có thiểu dục, có tính, có tàm, có quý, có tinh tấn, có niệm, có tuệ. Thủ trưởng giả từ có tuệ, không muốn cho người khác biết mình có tuệ. Nói thủ trưởng giả có thiểu dục là nhân đó mà nói. Nói thủ trưởng giả có tính là do nhân gì? Thủ trưởng giả có lòng tin kiên cố, tin tưởng thâm sâu nơi Như Lai, tính căn đã xác lập, hoàn toàn không theo Sa Môn Bà La Môn, ngoại đạo hoặc thiên, ma, phạm và tất cả những người khác trong thế gian. Nói thủ trưởng giả có tính là nhân đó mà nói. Nói thủ trưởng giả có tàm là do nhân gì? Thủ trưởng giả thường hành xấu hổ, điều gì đáng xấu hổ thì xấu hổ đối với pháp ác bất thiện, phiền não cấu quế đưa đến thọ các ác báo, tạo gốc sanh tử. Nói thủ trưởng giả có tàm là nhân đó mà nói. Nói thủ trưởng giả có quý là do nhân gì? Thủ trưởng giả thường thực hành sự hổ thẹn, điều nào đáng thẹn thì biết thẹn, thẹn các pháp ác bất thiện và phiền não cấu quế đưa đến thọ các ác báo, tạo gốc sanh tử. Nói thủ trưởng giả có quý là nhân đó mà nói. Nói thủ trưởng giả có tinh tấn là do nhân gì? Thủ trưởng giả thường thực hành sự tinh tấn trừ ác và bất thiện, tu các thiện pháp, luôn luôn tự khích lệ ý chí chuyên nhất và kiên cố, tạo gốc rễ thiện, không hề từ bỏ sự tinh cần. Nói thủ trưởng giả có tinh tấn là nhân đó mà nói. Nói thủ trưởng giả có niệm là do nhân gì? Thủ trưởng giả quán nội thân như thân, quán nội giác, nội tâm, nội pháp như pháp. Nói thủ trưởng giả có niệm là nhân đó mà nói. Nói thủ trưởng giả có định là do nhân gì? Thủ trưởng giả ly dục, ly ác, bất thiện pháp, cho đến chứng đắc tứ thiện, thành tựu và an trụ. Nói thủ trưởng giả có định là nhân đó mà nói.
nói thủ trưởng giả có tuệ là do nhân gì? Thủ trưởng giả tu hành trí tuệ, quán sát sự hưng thịnh và suy tàn của các pháp, đạt được trí tuệ như vậy bằng thánh tuệ minh đạt, phân biệt rõ ràng mà hoàn toàn thoát khổ. Nói thủ trưởng giả có tuệ là nhân đó mà nói. Nói thủ trưởng giả có tám pháp vị tăng hữu là nhân đó mà nói. Phật thuyết như vậy, các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.